Em uống gì không anh làm cho? Mà anh đang làm gì trong đó vậy? Anh lỡ tay chút, em ngồi anh đợi chút xíu nha. Mà thôi, xíu nữa em uống cũng được. Để em phục anh. Được rồi, coi như hôm nay trở thành nhân viên của anh giờ. Một chút nha, phụ anh làm cái ly này đi. Mà Khánh Nhi đâu, sao tự nhiên anh phải làm mấy việc này vậy? À, Khánh Nhi đi học rồi em. Đi học hả? Ừ, Khánh Nhi đi học rồi. Anh mới nói Nhi đi học hả? Ừ, thì anh nó đi học. Em sao vậy? Lạ lạ vậy? Anh ơi, anh với Nhi á có hay nói chuyện với nhau không? Nè, ý gì đây? Ý gì đâu thì em chỉ hỏi coi anh có quan tâm nhân viên của anh không mà. Thì thỉnh thoảng cũng có, nhưng mà nhân viên của anh thì tất nhiên anh phải quan tâm rồi. Với lại như vậy không vậy là không quan tâm sao được. Vậy rồi gần đây anh thấy Nhi có biểu hiện gì kỳ cục không? Anh thấy bình thường mà, đâu có cái gì kỳ cục hay khác thường đâu ta. Anh thấy Nha Nhi suốt ngày là líu lo ca hát, yêu đời gần chết luôn á. Có mình anh thấy bình thường chứ em là thấy bất bình thường rồi đó. Là sao? Anh thấy hôm nay em cứ lạ lạ thế nào á. Đâu có chuyện gì đó anh nghe coi. Không có chuyện gì. Thôi bây giờ ví dụ nha, ví dụ thôi nha, ví dụ như một ngày nào đó anh phát hiện nhân viên của anh làm hai ba công việc cùng một lúc, cảm giác anh thế nào? Trời ơi, như vậy còn mừng cho người ta. Người ta giỏi, người ta làm được nhiều việc. Không, ý là ví dụ hai ba công việc đó đều giống với lại công việc ở đây thì sao? Là sao? Em cứ hỏi, hôm nay em cứ hỏi anh toàn là những câu hỏi nó lạ lùng thế nào à? Nói thẳng luôn đi, em đang nghi ngờ là Khánh Nhi phản bội anh đó. Cái gì? Khánh Nhi phản bội anh? Nè, có chứng cứ gì không á, tự nhiên nói vậy. Sao lại không? Nói trắng ra là Khánh Nhi đang làm việc cho hai quán cà phê một lúc. Sao biết được? Thì lúc nãy trên đường tới đây nè, rõ ràng em thấy Nhi ngồi ngoài công viên. Chị mà vô đây em hỏi, anh lại bảo là Nhi đi học. Thì chắc bây giờ Nhi mới đi học mà em. Cứ cho là vậy đi. Nhưng mà mới đây, cách đây vài bữa à, em order nước ở quán anh, kêu Nhi giao tới cho em. Cuối cùng cái ly của em nhận được là một cái ly giấy hình khác, chứ không phải là ly của mình đâu. Ủa vậy hả? Đâu em có chụp lại cái mẫu ly giấy đó không? Cho anh coi Anh thấy sao? thôi được rồi, để anh làm cho. Chưa, sao mày không tốt vậy? Tại vì nhớ lấy thêm mấy miếng tắc nha. Miếng tắc, ok. Ủa? Đứng đó, đứng đó. Cái gì em? Miếng tắc hả? Chà tắc. Rồi, ok. Em xin miếng tắc nha. Miếng tắc, mấy miếng tắc? Ok. Dạ. Thế lại xin nước đường với lại đá nhiều chút. Đường với đá à. Không. Đứng đứng đó, anh nói là đứng đó mà. Để anh làm cho. Em không có đưa gì vậy. Mệt lắm. Em, lên nha. Trà đá. Dạ. Thêm tắc. Thêm tắc thêm với đá nước đường. nước đường. Dạ. Ủa vậy em order trà tắc cho rồi đi em. Không, em đâu đợi trà đá thôi, nhưng mà mấy cái đó là em xin. À xin hả? Dạ, xin Rồi thêm. ok, xin tí anh tính tiền trà tắc ha. Em đứng đó đi anh làm cho. Xui, trời ơi. Coi gì không? Nghe tôi tên. Dialacro Plus hấp thu khỏe bé tăng cân, cho trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, bổ sung 9 tỷ lợi khuẩn cùng đạm whey dễ hấp thu. Với hai đợt mỗi ngày, Dialacro Plus giúp bé tăng cân sau 3 tháng, đã được chứng nhận lâm sàng. Em định tiết kiệm tiền luôn á. Tiết kiệm gì không biết. Đây em làm. Ôi, anh nói rồi, ngày qua ngồi chơi đi, nghỉ mệt đi, đi học về mệt lắm. Trời ơi, trời ơi, lo cho tôi nữa mà. Tắt đặt quá.
Ừ, quán anh kinh doanh mà đâu có cho thêm được. Chua quá. Ê, anh làm gì đó mà làm cho? À, anh Biểu nè, dạ. Đây đây. Dạ. Ngồi chơi đi, nghỉ mệt đi. Đây đưa tập dạ anh đeo cho nè. Em đi học về đó nha, lo dưỡng sức khỏe, nghỉ ngơi đi. Dạo này anh thấy em đừng bị lắm đó. Để làm cho anh mấy cái việc lặt vặt đâu có sao. Anh, em đi làm em mới mệt chứ. Anh làm gì anh mệt em cũng lo bộ. Trời anh đàn ông trai mấy việc này có sao đâu. Để chơi nha. Baby I'm just in the day. Anh chơi trên. Ê, làm tôi ly đi gì ta? Như cũ đi. Ok. Thôi, đi. Ngồi đó chơi đi, để anh làm cho. Trên như cũ hả em? Dạ như cũ nha. Ok, để anh xíu nha. Đường thôi. Đúng rồi. Anh nhớ rồi. Anh hiểu tính em mà. Ủa này sao vậy ta? Cái kỳ cục vậy ta? Nè Trinh. Dạ. Bước đây nè. Em có thử mà nhầm miệng không nha? Chắc chắn anh phải vừa miệng rồi. Anh ơi, anh có cái khăn à, khăn em. Làm gì? Điện chảy nước rồi kìa. Bé này. Kỳ cục quá. Ồ, giờ mới để ý. Khánh Nhi. Lâu lắm rồi tôi mới gặp bà ở đây á. Ừ. Dạo này công việc của bà thế nào? Vẫn ổn chứ hả? Thì tôi vẫn làm ở đây thôi, có gì đâu ổn mà. Bình thường. Tin người quá anh Chi, giờ gánh hết trơn à. Ôi, bà nói vậy là ý gì? Ý gì tự hiểu đi chứ. Trời, bà không nói cho tôi hiểu, mà kêu tôi hiểu tôi hiểu làm sao? Mình làm gì thì mình tự biết. Hỏi ngược lại người ta là sao? Gì đó. Làm gì? Làm gì đâu. Ê, nè, hai người nói vậy là ý gì? Đã theo ý gì thì tự hiểu đi. Anh Long, anh nói vậy là sao? Ờ, à, thì... Mệt quá, nói thẳng không em? Nói luôn. Anh nghe đồn là em làm ở hai quán cà phê đúng không? Đâu có. Không ngờ luôn á, cái gì vậy? Có vậy đó. Có người nói là em làm ở hai quán cà phê. Lấy đơn của quán mình, cho quán kháng chốt. Trời trời, ai đồn gì ác ôn vậy? Em đâu có chơi xấu dữ vậy đâu. Ai đồn, bà đồn không? Ê, đừng nhìn tôi nha. Đây, ai đồn? Đây, đang ngồi đây, đồn nè. Trời, cái miệng gì ác gì mà ác. Ủa, có sao thì nói vậy thôi. Có bằng chứng cứng gì không? Ủa, nãy giờ tôi là tôi bực lắm rồi đó. Đúng sao lại không có? Nếu như mà bà không làm hai quán cà phê khác nhau á, thì tại sao lúc bà giao ly nước cho tôi, cái ly đó lại là ly khác, đâu phải ly quán này đâu? À, ra là cái chuyện đó. Chuyện vừa là cái chuyện em làm ở hai quán cà phê. Lấy ly quán khác giao cho khách. Thật ra là Khánh Như muốn làm anh bất ngờ thôi. Nó mới nói với em á là một cái thiết kế ly đẹp xuất sắc, rồi mình không có nói cho anh Ân biết, rồi để cho khách hàng á nhìn, khách hàng tham khảo, rồi mình xem ý kiến khách hàng sao, rồi tụi em phát triển theo cái ý tụi em á. Không có gì bất ngờ hết trơn. Ê, cái bà kia tôi đụng cái đầu mà bây giờ á. Nè. Em sợ. Em rõ ràng em muốn làm anh bất ngờ mà. Tụi bất ngờ sao? Đập bà vừa. Nhưng mà em thấy có bất ngờ đâu. Anh nó xém nữa là anh hiểu lầm em rồi đó. Em chưa kịp gì hết trơn mà. Anh là chủ quán, anh nói rồi phải nghe đi, không có nhảy vô miệng anh. Nghe chưa? Chắc là em mà còn chưa với em à. Thôi đứng. Thôi. Anh xin lỗi, em biết lỗi rồi chưa? Nè, sau này làm cái gì trong quán anh á cũng phải nói cho anh tiếng chứ. Tôn trọng chủ quán chứ. Anh á xem em như em hút trong nhà. Mốt á không có làm những lầm gì cái này nha. Thôi không có làm cái nữa. Tại biết tính nó là không phải đâu, tại người ta đồn. Thì tại ba cũng chửi tôi nữa hả? Cái con nhỏ. Thôi đi, Mộng Trinh anh nghĩ là Mộng Trinh không cố ý đâu em. Mộng Trinh chỉ muốn tốt cho quán mình thôi. Ai muốn tốt gì? Muốn tốt thì xin lỗi thằng Tiến đi. Không xin lỗi gì hết trơn á. Ôi, xin lỗi Tiến em. Thì xin lỗi Nhi nha. Tại Trinh lo cho anh được. Đừng giải thích, đừng giải thích. Cái con cản. Thôi, để tao lấy cái thanh này được rồi. Em sợ quá.